Chào mừng và xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quay trở lại với không gian của Giải Pháp Số, và tôi là Hải Triều. Còn tôi là Thanh Huyền, đồng hành cùng quý vị khán giả trong 15 phút tới đây của chương trình Giải Pháp Số tuần này. Thưa quý vị, hiện nay các trang mạng xã hội phổ biến trên toàn cầu và Việt Nam có thể kể đến như là Facebook, Zalo, TikTok, Instagram. Việt Nam là quốc gia đứng thứ 16 trên toàn cầu về tỷ lệ người dân sử dụng Internet. Và hiện ở Việt Nam có khoảng hơn 70 triệu tài khoản mạng xã hội, trong đó 1/3 người dùng là ở độ tuổi thanh thiếu niên. Bên cạnh những lợi ích đem lại, mạng xã hội cũng như con dao hai lưỡi, tiềm ẩn hiểm họa khó lường đối với thanh thiếu niên. Đối với các nền tảng mạng xã hội có tới hàng trăm triệu người dùng như Telegram hay Snapchat, thậm chí hàng tỷ người dùng như là Facebook, việc ngăn chặn các thông tin xấu độc ngày càng trở nên cấp thiết. Và câu chuyện về nỗ lực chống thông tin xấu độc trên mạng xã hội của các quốc gia sẽ là nội dung chính của Giải Pháp Số tuần này. Ngay bây giờ mời quý vị và các bạn đến với một tổng hợp ngắn về vấn nạn deepfake khiêu dâm đang làm nóng dư luận Hàn Quốc. Ngày 27 tháng 8, cảnh sát Hàn Quốc đã mở điều tra các báo cáo về nội dung khiêu dâm được tạo ra thông qua công nghệ deepfake tại các trường học trên toàn quốc, bao gồm cả các trường tiểu học. Tên của khoảng 300 trường học trên khắp cả nước đã được đăng trên một phòng trò chuyện Telegram để báo cáo các trường hợp khiêu dâm deepfake, và các cuộc điều tra của cảnh sát đã bắt đầu ở Seoul, Incheon và Nam Cheolla. Việc sản xuất, sở hữu và phân phối video tội phạm tình dục deepfake là một tội ác nghiêm trọng, hủy hoại phẩm giá và quyền cá nhân. Chúng tôi sẽ tăng gấp đôi số lượng nhân sự giám sát Telegram và các nền tảng truyền thông xã hội lớn. Đây là các kênh chính cho các video tội phạm deepfake. Theo dữ liệu của cảnh sát, số vụ tội phạm tình dục deepfake ở Hàn Quốc đã tăng vọt từ 156 vụ vào năm 2021 lên tới 297 vụ trong năm nay. Trong đó hầu hết thủ phạm là thanh thiếu niên, các nạn nhân thường là nữ, bao gồm học sinh, sinh viên và thậm chí cả nữ binh sĩ trong quân đội Hàn Quốc. Người dân Hàn Quốc đã gửi hơn 6.400 yêu cầu giúp đỡ tới Ủy ban Tiêu chuẩn Truyền thông Hàn Quốc để xóa nội dung deepfake khiêu dâm trong năm nay. Trong một cuộc họp nội các ngày 28 tháng 8, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc điều tra và giải quyết triệt để tội phạm tình dục kỹ thuật số. Bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể trở thành nạn nhân của tội phạm tình dục kỹ thuật số. Tôi kêu gọi các cơ quan tiến hành điều tra kỹ lưỡng và thực hiện các bước để xóa bỏ tội phạm tình dục kỹ thuật số này. Theo đạo luật bảo vệ nạn nhân và phòng ngừa bạo lực tình dục của Hàn Quốc, hành vi tạo video deepfake có nội dung khiêu dâm với mục đích phát tán có thể bị phạt tù 5 năm hoặc phạt tiền 50 triệu won, tức khoảng 37.500 đô la Mỹ. Những hình ảnh nhạy cảm của phụ nữ bị rò rỉ trên nền tảng tại hơn 20 quốc gia, những bức ảnh giả mạo kiểu deepfake lan truyền trên các ứng dụng nhằm vào những người phụ nữ và các bé gái, gắn ghép họ vào những hình ảnh xấu độc, không phù hợp, các hội nhóm được lập ra để lan truyền thông tin giả, không được kiểm chứng, lan tràn trên mạng. Việc ngăn chặn các thông tin xấu độc trên các nền tảng mạng xã hội như Telegram, Snapchat hay Facebook đang ngày càng trở nên cấp thiết. Đối với các nền tảng mạng xã hội có tới hàng trăm triệu người dùng như Telegram hay Snapchat, thậm chí hàng tỷ người dùng như Facebook, việc ngăn chặn các thông tin xấu độc ngày càng trở nên cấp thiết. Vấn đề này lại một lần nữa nóng lên với vụ giám đốc điều hành của ứng dụng nhắn tin Telegram, Pavel Durov, mới bị bắt giữ tại Pháp với lý do là nền tảng này từ chối hợp tác với chính quyền nhằm ngăn chặn sự lan truyền của nội dung khiêu dâm trẻ em, ma túy và rửa tiền. Năm 2013, tỷ phú công nghệ này đã sáng lập ra Telegram. Ứng dụng nhắn tin này đã phát triển theo cấp số nhân khi hiện có trên 900 triệu người dùng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, những vấn đề mà Telegram gặp phải thì các nền tảng mạng xã hội khác cũng không miễn nhiễm. Đúng là có tình trạng buôn bán trẻ em qua nền tảng Telegram, nhưng trên Snapchat cũng có. Mua bán chất cấm trên Telegram, nhưng Facebook cũng có. Đây không phải là vấn đề của riêng nền tảng nào, mà với hàng trăm triệu người dùng mỗi ngày, thì việc có những kẻ phạm pháp lợi dụng nền tảng là điều dễ xảy ra. Những năm gần đây, các chính phủ và các thể chế lớn liên tục đưa ra những dự luật nhằm buộc các nền tảng mạng xã hội phải có biện pháp cứng rắn hơn trong việc quản lý nội dung xấu độc và bảo vệ người dùng. Điển hình như hồi tháng 2 vừa rồi, chính phủ Canada đã đưa ra đạo luật an toàn trên không gian mạng, buộc các công ty công nghệ phải tích cực dẹp bỏ, thanh lọc các nội dung không phù hợp.
Thời gian qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có nhiều giải pháp quyết liệt nhằm ngăn chặn, xử lý các thông tin giả, thông tin xấu độc trên các nền tảng xuyên biên giới và Việt Nam. Tuy nhiên, các thông tin tiêu cực này vẫn luôn tồn tại và lan truyền ở khắp nơi. Để ngăn chặn hiệu quả, bên cạnh sự nỗ lực của các cơ quan quản lý nhà nước, mỗi người sử dụng mạng xã hội cần trang bị các kiến thức cơ bản, biết sàng lọc, nhận biết tin giả, tin xấu, độc, cũng như những hành vi vi phạm pháp luật khi hoạt động trên không gian mạng để có ứng xử phù hợp. Hàng loạt kênh video núp bóng dành cho trẻ em, nhưng lại truyền bá mê tín, dị đoan, ngôn từ tục tĩu, nội dung phản cảm. Hay những kênh video chuyên giới thiệu về văn hóa, ẩm thực, nhưng nội dung thể hiện sự thiếu hiểu biết về văn hóa ẩm thực của địa phương. Thậm chí nhiều người cố tình câu view, livestream bất chấp, tạo nên một thứ văn hóa rất độc hại. Nó phát tán nội dung của từng cái cá nhân mà với một số lượng cực kỳ là lớn. Nên nếu chúng ta không có một cái sự kiểm soát về mặt nội dung thì có thể là sẽ dẫn đến hai cái hướng. Một là sẽ có những hàng hóa không đủ đảm bảo sẽ được đưa đến người dân, thì như vậy là sẽ không đảm bảo được cái quyền lợi của người tiêu dùng. Và thứ hai là có thể sẽ là những cái nội dung không được chuẩn mực về mặt pháp lý cho đến văn hóa, đạo đức. Tháng 4 năm 2023, Bộ Thông tin và Truyền thông tuyên bố thanh tra toàn diện mạng xã hội TikTok với gần 50 triệu người dùng do xuất hiện nhiều nội dung xấu độc, phản cảm, các thông tin sai sự thật, mê tín, dị đoan. Đây là lần đầu tiên một nền tảng xuyên biên giới tại Việt Nam được xem xét toàn diện với sự tham gia của 5 bộ ban ngành. Sau gần 2 tháng, ngày 5 tháng 10 năm 2023, Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố kết quả thanh tra TikTok tại Việt Nam. Bộ Thông tin và Truyền thông đã yêu cầu TikTok phải gỡ bỏ 100% các nội dung vi phạm pháp luật Việt Nam, đồng thời phải xóa các tài khoản trẻ em dưới 13 tuổi. Thứ nhất là xác thực thông tin tài khoản để phát hiện trường hợp trẻ em khai không đúng độ tuổi sử dụng TikTok và xóa các tài khoản trẻ em dưới 13 tuổi. Thứ hai là giới hạn thời gian truy cập sử dụng TikTok với người dưới 18 tuổi, không cho phép trẻ em kiếm tiền qua TikTok. Để bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, thời gian qua, cơ quan chức năng đã và đang phối hợp triển khai đồng bộ các giải pháp về pháp lý, kinh tế, kỹ thuật, truyền thông, ngoại giao để đấu tranh, buộc các nền tảng xuyên biên giới phải tuân thủ luật pháp Việt Nam, đáp ứng ở mức cao các yêu cầu ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin vi phạm pháp luật. Đến nay, Facebook, Google thiết lập một cơ chế dành riêng cho chính phủ Việt Nam, đó là sẵn sàng ngăn chặn, gỡ bỏ các thông tin vi phạm quy định pháp luật Việt Nam theo yêu cầu, điều mà rất ít quốc gia làm được. Trong khi đó, ông lớn công nghệ Google đồng ý cơ chế nhận các yêu cầu bằng tiếng Việt. Facebook sẽ lập nhóm làm việc chung với cơ quan quản lý Việt Nam để giải quyết các vấn đề tồn tại. Hiện nay thì nhờ cái cơ chế làm việc tương đối hiệu quả giữa Bộ Thông tin Truyền thông và những đơn vị cung cấp dịch vụ xuyên biên giới thì nói chung không có đơn vị nào xem nhẹ các cái yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước khi đã yêu cầu phải chặn hạ thông tin cả. Chắc chắn là chúng ta làm tốt cái việc đấy. Kể cả những cái lĩnh vực này, lĩnh vực kia mà nếu như không có cái sự là liên kết, kết nối để mà tỏ ra là chúng tôi cung cấp dịch vụ Việt Nam, chúng tôi có ý định là tuân thủ pháp luật ấy, thì cái việc mình xử lý bao gồm cả cái việc là sử dụng các biện pháp kỹ thuật này nọ là cũng nằm trong các cái phương án hết, chúng ta không có ngại gì cả. Công nghệ phát triển nhanh chóng đang tạo ra công cụ mà những kẻ tung tin giả có thể sử dụng để lừa đảo tinh vi hơn, như công cụ trí tuệ nhân tạo AI, deepfake để giả mạo gương mặt, giọng nói của bất cứ ai có được thông tin. Nhằm nâng cao nhận thức và tăng cường sức đề kháng của người dân trước tin giả tràn lan trên mạng, năm 2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố cẩm nang phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng. Đây cũng là nội dung chính trong mục xoay đề chuyển tuần này. Ngày nay, tin giả có thể được tạo ra bằng nhiều phương thức tinh vi, khiến cho ngay cả khi bạn là một công dân có trách nhiệm thì vẫn có thể vô tình sập bẫy tin giả. Vì vậy, bạn cần tự trang bị một số kiến thức cần thiết để bảo vệ chính mình khỏi nguy cơ từ trên mạng. Không tin ngay vào tất cả mọi thứ bạn thấy trên mạng. Suy nghĩ hai lần trước khi chia sẻ, đăng tải hoặc bình luận video, hình ảnh, tin tức trên mạng. Hỏi thăm, tham khảo ý kiến của bạn bè, người thân khi cảm thấy chưa chắc chắn hoặc chờ sự xác nhận thông tin từ cơ quan báo chí chính thống hoặc cơ quan có thẩm quyền. Từ việc tung tin giả, không ít đối tượng đã có thể lừa đảo thành công.
thống kê cho thấy trong năm 2023 ghi nhận được hơn 17.400 phản ánh về lừa đảo trên không gian mạng. Trong số này, hơn 90% là lừa đảo liên quan đến chiếm lợi tài chính và ước tính thiệt hại từ 8.000 tỷ đồng đến 10.000 tỷ đồng. Trước những thủ đoạn lừa đảo trực tuyến, Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng người dùng cần được trang bị các kỹ năng ứng phó khi gặp phải tình huống lừa đảo. Đây là thông tin nổi bật trong phần dòng chảy số tuần này. Sự ẩn danh trên môi trường mạng đã và đang được các đối tượng lừa đảo tận dụng triệt để, từ sử dụng thông tin, hình ảnh của người khác cho mục đích lừa đảo cho đến tạo website, fanpage, tài khoản ngân hàng, tài khoản các dịch vụ trực tuyến giả mạo để mạo danh cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Theo Cục An toàn Thông tin, việc tuyên truyền để người dùng nhận biết và biết cách phòng tránh với từng hình thức lừa đảo là chưa đủ. Quan trọng hơn là cần trang bị những kỹ năng phòng tránh, cách ứng phó khi gặp tình huống lừa đảo. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ ở tất cả các ngành, lĩnh vực, Hà Nội công bố sẽ sớm thành lập và đưa vào vận hành sàn giao dịch công nghệ Hà Nội, thúc đẩy phát triển thị trường khoa học và công nghệ thành phố. Theo đó, năm 2024, hoạt động khoa học và công nghệ của Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Khoa học và Công nghệ để triển khai các hoạt động hình thành thị trường khoa học và công nghệ Hà Nội. Đồng thời, thúc đẩy hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển tài sản trí tuệ, nâng cao hiệu quả hoạt động sáng kiến sáng tạo. Mới đây, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố châu Âu cần đầu tư vào mô hình trí tuệ nhân tạo AI của riêng mình để có thể bắt kịp với Mỹ và Trung Quốc. Theo Tổng thống Pháp, châu Âu cần tạo ra một mô hình đổi mới hỗn hợp công tư với trọng tâm là AI phục vụ các mục tiêu chung. Châu Âu cần định hình mô hình AI khác với mô hình của chính phủ Trung Quốc, cũng phải khác so với mô hình hoàn toàn thuộc tư nhân của Mỹ. Ông cho rằng để thu hẹp khoảng cách, mô hình đổi mới phải dựa trên cơ sở khoa học, được định hướng bởi các tiêu chuẩn chung và dựa trên những giải pháp hài hòa và cởi mở. Không thể phủ nhận mạng xã hội là một thành tựu khoa học công nghệ của nhân loại, tạo thêm không gian để chia sẻ, trao đổi thông tin và kết nối, hợp tác trên phạm vi toàn cầu là kênh thông tin quan trọng và hữu ích. Tuy nhiên, trước sự phát triển nhanh chóng của mạng xã hội, chúng ta cần phải nhận diện đúng những thông tin xấu độc khi tiếp cận nhằm phát huy những mặt tích cực, ngăn ngừa những tác động tiêu cực, góp phần ổn định chính trị xã hội của đất nước và xây dựng một môi trường sống an toàn, nâng cao chất lượng cuộc sống của mỗi chúng ta. Đến đây, chương trình giải pháp số của VTC1 cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.